Chào mừng tất cả các em đến với khóa học ngữ văn lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web OLM.VN. Các em thân mến, chúng mình đang tìm hiểu chủ đề từng bước hoàn thiện bản thân, văn bản thông tin. Ở tiết học trước, các em đã cùng cô tìm hiểu văn bản, cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học. Chúng ta đã tìm hiểu chung ở trong tiết học đầu tiên. Bước sang tiết học thứ hai, cô trò chúng mình sẽ tiến tới tìm hiểu chi tiết văn bản qua phần 2 lớn tìm hiểu chi tiết. Ta đều biết rằng văn bản này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là phần sapo và phần thứ hai là phần nội dung chính của văn bản. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần sapo của văn bản này. Hãy cho cô biết sapo là gì? Rất tốt, sapo chính là tiêu đề phụ hay phần giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết. Trong một bài viết, phần sapo nằm ở dưới tiêu đề, thường được in đậm hoặc in nghiêng nhằm thu hút sự chú ý của người đọc. Và đây, những dòng chữ in nghiêng này chính là phần sapo của văn bản, cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học. Phần sapo này có tác dụng giới thiệu và dẫn dắt vấn đề. Dù chưa đọc văn bản, khi nhìn vào phần sapo, bạn đọc có thể biết được rằng vấn đề mà văn bản đề cập tới là gì. Sau khi đã tìm hiểu phần sapo, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung chính của văn bản. Ta sẽ tìm hiểu lần lượt theo các đề mục. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với A lớn, lập ra quy tắc, chia rõ các phần. Với phân vùng, chia theo màu sắc và khoanh vùng trọng tâm. Trước tiên, ở phần khoanh vùng, chúng mình hãy cùng quan sát hình ảnh trên màn hình sau đây. Ở hình ảnh này, người viết đã chỉ cho chúng ta cách phân vùng để ghi chép hiệu quả hơn. Trong một trang giấy thì các em sẽ chia thành 3 phần như thế này. Phần A, tức là phần chúng ta sẽ ghi những từ khóa, từ quan trọng. Phần B chính là phần để ghi chép, còn phần C chính là phần tổng kết những kiến thức đã học ở trên. Các em hãy tham khảo cách trình bày này để chúng mình ghi chép hiệu quả hơn nhé. Thứ hai, chia theo màu sắc. Các em dùng bút màu để ghi chép những nội dung có ý nghĩa khác nhau. Như vậy, chỉ cần nhìn một lần là biết được trọng tâm nằm ở đâu. Ví dụ, các em có thể dùng bút đen để ghi kiến thức trên bảng, dùng bút xanh để ghi lại lời giảng của thầy cô giáo, dùng bút đỏ để ghi trọng tâm mà thầy cô giáo nhấn mạnh. Tiếp theo, các em sẽ khoanh vùng trọng tâm. Ở phần khoanh vùng trọng tâm này, chúng mình sẽ dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các ký hiệu đặc biệt để đánh dấu những phần quan trọng. Sau khi đã hiểu rõ mọi kiến thức trọng tâm trong vở, các em tiếp tục khoanh vùng một lần nữa để làm nổi bật phần trọng tâm nhất của bài học, tự nhắc bản thân mình phải nhớ thật kỹ kiến thức. Như vậy, kể cả khi không đủ thời gian để chuẩn bị hoặc khó có thể nhớ hết tất cả các trọng tâm trong bài học, thì ít nhất cũng biết chắc được rằng phần nào là phần bắt buộc phải nhớ, không được phép quên. Trong phần A lớn lập ra quy tắc chia rõ các phần này, tác giả còn gửi gắm đến chúng ta những mẹo nhỏ để giúp ghi chép khi đọc là hiểu ngay. Cụ thể đó là các mẹo như sau. Gạch chân các câu, đoạn quan trọng trong một đoạn ghi chép dài. Trong đoạn văn đã gạch chân, chọn những từ ngữ cần nhấn mạnh bằng cách gạch chân thêm một đường hoặc tô màu bằng bút dạ quang. Có thể dùng ký hiệu phù hợp như là dấu ngoặc kép để đánh dấu phần trọng tâm, dùng bút đỏ hoặc bút dạ quang để khoanh lại điểm trọng tâm nhất. Lưu ý là chỉ khoanh một chỗ. Chúng mình sẽ cùng nhau đến với đề mục tiếp theo, đó là B, học cách tìm nội dung chính. Trong đây tác giả đã đưa ra những quy tắc, tìm từ khóa và câu chủ đề, đánh dấu những nội dung mà thầy cô giáo nhấn mạnh tầm quan trọng hay giảng đi giảng lại nhiều lần, tự đặt câu hỏi và câu trả lời, dùng sơ đồ tóm tắt lại những kiến thức đã học. Trong một văn bản, trong một bài viết, phần nội dung chính là phần quan trọng nhất. Thế nhưng, làm thế nào để có thể tìm ra được các trọng tâm đó? Chúng ta sẽ tìm kiếm dựa theo các quy tắc như thế này. Ở quy tắc đầu tiên, tìm từ khóa và câu chủ đề, các em cần nhớ rằng thông thường những câu được tô đậm, được viết in hoa, những câu mở đầu, câu kết thúc chính là những câu mang từ khóa quan trọng nhất, hoặc là câu chủ đề có thể tổng kết được khái quát nội dung của toàn văn bản. Thứ hai, các em sẽ đánh dấu những nội dung mà thầy cô giáo nhấn mạnh tầm quan trọng hay giảng đi giảng lại nhiều lần. Sau đó đọc lại sách giáo khoa, tìm cách thảo luận với bạn bè, có thể hỏi thầy cô để hiểu hơn vấn đề. Thứ ba, trong quy tắc tự đặt câu hỏi và trả lời, người viết đã cung cấp những thông tin nào? Trong quy tắc này, người viết nhấn mạnh trong quá trình soạn và ôn lại bài, muốn biết mình đã thật sự nắm được trọng tâm bài học hay chưa, bạn có thể sắm nhiều vai, vừa là thầy cô giáo, vừa là học trò, tự đặt ra câu hỏi và tự mình trả lời. Quy tắc thứ tư là dùng sơ đồ để tóm tắt lại những kiến thức đã học. Trước khi thực hiện phương pháp này, cần nắm chắc từng nội dung chính phụ và mối liên hệ giữa chúng, sau đó sử dụng sơ đồ để tóm tắt. Thông qua sơ đồ đó, các em hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra được mối quan hệ giữa các nội dung. Và đề mục cuối cùng chúng ta tìm hiểu, đó là C lớn, phân tích và đối chiếu, thiết lập mối liên hệ giữa trọng tâm các bài học. Cụ thể, tác giả đã chỉ ra rằng, ta cần phải chú ý những đề mục được in đậm hay viết in hoa trong sách giáo khoa, hoặc tự mình khái quát một đoạn nội dung thành vài chữ hoặc một câu, sau đó ghi chú lên phía trên bản ghi chép. Như vậy, chỉ cần đọc lướt qua đề mục là có thể nắm được nội dung mấu chốt của văn bản. Sách giáo khoa được thiết kế có hệ thống, kết cấu rõ ràng, nên mỗi lần chọn xong đề mục, chắc chắn cần phải nhận ra các đề mục có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một số chủ đề là trọng tâm của chủ đề lớn quan trọng nào đó, nhưng một số chủ đề chỉ có mối liên hệ nguyên nhân kết quả hoặc quan hệ đối chiếu. Vì thế, trong vở ghi, các em có thể dùng đường kẻ nối để thể hiện mối quan hệ giữa các chủ đề hoặc sử dụng nhất quán loại bút màu chuyên dùng cho từng loại nội dung để có thể phân biệt được cấp độ quan trọng của vấn đề, giúp chúng ta dễ dàng hiểu bài hơn. Như vậy, chúng mình đã tìm hiểu 3 đề mục được đánh theo thứ tự A, B, C lớn và được viết in hoa. Qua 3 đề mục này, mong rằng các em sẽ trang bị cho mình những cách ghi chép thật hiệu quả từ văn bản. Bây giờ, các em sẽ cùng cô tìm hiểu về ý nghĩa của văn bản thông tin này. Khi đã đọc và tìm hiểu văn bản thông tin, hãy cho cô biết ý nghĩa của văn bản, cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học của tác giả Du Gia Huy. Đây là một văn bản vô cùng ý nghĩa và cần thiết đến với chúng mình đấy các em ạ. Văn bản giúp các em biết cách ghi chép hiệu quả hơn. Ngoài cách ghi chép mà tác giả Du Gia Huy gửi gắm đến chúng mình, các em có thể mở rộng để tìm hiểu những cách ghi chép mà các tác giả khác đã công bố. Từ đó, thu nạp và rút ra cho mình cách ghi chép hiệu quả. Tiếp theo, văn bản này còn giúp người đọc biết cách thuyết minh về quy tắc trong hoạt động hoặc trò chơi. Phần này các em sẽ thực hiện trong kỹ năng viết và kỹ năng nói và nghe. Những văn bản thông tin, thuyết minh giới thiệu về quy tắc, luật lệ sẽ là một tài liệu quý báu để các em vận dụng vào kỹ năng viết, kỹ năng nói và nghe. Các em thân mến, tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả chúng mình vì đã quan tâm và theo dõi bài giảng. Cô hy vọng rằng tiết học này sẽ gửi gắm đến các em những kiến thức quan trọng về việc đọc hiểu văn bản thông tin, giới thiệu một quy tắc và về cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học. Hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau cùng với OLM.VN. Chúc các em luôn học tốt!